đều đơn là an toàn cho cả cái dạp đấy chứ. Không được, đến nhà người ta không được. Gỗ người ta đi ra thì nó sẽ... Chị anh để xác ở đây à? Ừ, thì nó an toàn cho cái dạp chứ. Để em ra đi. Sát đây nó đỡ nguy hiểm cho cái dạp. Cái góc bên này đường đi bên này nguy hiểm lắm.